Thưa quý vị, những người ở các khu tập thể cũ tại Hà Nội không lạ gì với chuồng cọp, tức là những khung sắt được hàn cố định để tăng diện tích của căn hộ. Những chuồng cọp này được hàn kín, có nghĩa là không ai có thể ra vào được từ đường này. Và khi có cháy ở khu vực cửa chính thì chuồng cọp lại là dấu chấm hết cho những người ở nhà. Và trước những nguy hiểm này, Công an quận Thanh Xuân Hà Nội đã vận động được nhiều nhà dân làm lối thoát hiểm từ chính cái chuồng cọp ấy. Sau một thời gian vận động, hôm nay bà Oanh đã đồng ý cho thợ mở lối thoát hiểm tại vị trí trùng cọp của gia đình bà. Lý do là bởi rất sợ nếu mở cửa thoát hiểm sẽ mất an toàn, có thể bị trộm đột nhập. Tuy nhiên, sau khi được giải thích, bà đã hiểu đây chỉ là lối thoát nạn khi cần thiết, còn phần lớn thời gian đều sẽ được khóa lại như thế này. Mình đã chuẩn bị được rồi thì mình cũng yên tâm hơn. Cũng là hơi chậm nhưng mà cũng chưa muộn. <laughs> Chìa khóa lối thoát nạn trùng cọp treo ngay gần ban công, chỉ vài giây là có thể mở khóa và mở cửa thoát hiểm ông Đoàn còn cẩn thận trang bị thêm cả 5 mét thang dây để có thể chủ động trèo xuống khi cần thoát nạn. Thậm chí sau khi được tuyên truyền vận động, ông còn trang bị thêm cả bình chữa cháy riêng trong nhà. Cả chi phí mở trùng cọp, mua thang dây và bình chữa cháy khoảng 1,5 triệu đồng. Thực ra là cái số tiền nó không lớn mà là khá là cái đầu tiên là mình giải quyết được cái yên tâm của mình, cái tư tưởng của mình là, là cảm thấy rất là yên tâm vì nhà là có rất nhiều thành viên, có con rồi có cháu cho nên là lúc mà nó chẳng may mà nó xảy ra mà không có những cái như thế này thì không biết xử lý như thế nào được. Cho nên cái việc làm này tôi thấy rất là ý nghĩa. Theo đại diện công an quận Thanh Xuân, chỉ trong một năm thí điểm vận động người dân mở cửa thoát hiểm thứ hai tại các khu tập thể cũ ở ba phường là Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam và Thượng Đình đã có hơn 2.000 hộ dân thực hiện, chiếm 60% các hộ có chuồng cọp tại ba phường này. Mô hình này đang được nhân rộng sang các phường khác các cái nhà tập thể cũ này thì các cái điều kiện để mà đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã không được đảm bảo theo cái quy định hiện hành lại cộng thêm cái việc mà người dân cơi nới thêm cái phần chúng ta gọi là trùng cọp đấy để tăng thêm cái phần diện tích sử dụng thì cái việc mà mở cửa thoát nạn rồi là trang bị những cái phương tiện chữa cháy à, ban đầu rồi là các dụng cụ bảo hộ ở đây để phục vụ thoát nạn rồi cứu hộ cứu nạn là vô cùng cần thiết rất cần thiết những tủ chữa cháy vách tường tưởng rằng chỉ có ở các chung cư hiện đại. Vậy nhưng giờ đây nó còn xuất hiện ở cả những tập thể cũ như thế này. Không chỉ vận động mở trùng cọp, phường Thanh Xuân Nam còn hỗ trợ kinh phí và cùng người dân trang bị được 65 tủ chữa cháy như thế này.